sát lại chút. Thường thì bên anh á, nó không có một cái chủng cố định, ví dụ như hàng tháng hay mở. Anh Tết ở Việt Nam hay là đi du lịch nước ngoài không? Chuẩn bị đi về quê ăn Tết, về quê Thanh Hóa. À, về quê Thanh Hóa. 29 là cả nhà về Thanh Hóa ăn Tết. 29 là về quê Thanh Hóa. Tại vì năm nào cũng muốn rằng là cho con trẻ được về quê để hưởng không khí và cái cảm giác Tết ở quê. Anh thấy năm nay thành phố tổ chức có vui không? Thật sự ra thì đối với tình hình chung của nền kinh tế khó khăn, nhưng mà rõ ràng thấy lãnh đạo thành phố và đặc biệt là các doanh nghiệp cũng như người dân thành phố ai cũng cố gắng tổ chức cho mình một cái Tết rất là tươm tất, và rất là tôi nghĩ rằng là mỗi ngày cái Tết ngày càng tốt hơn, đẹp hơn và gọn gàng hơn, và đặc biệt nó vẫn giữ được cái nét văn hóa của Việt Nam. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Trong vạt nắng mà xuân tràn dâng.